thì mẫu thực cái led riêng đấy, rất ít vùng biển đã làm những cái này, và đây là dáng chế tạo của Trung Quốc. Đây là một trong thế cây tổ làm nên thương hiệu của làng Trung Quốc. Đây là cái thế mẫu tử, đây là cây mẫu và đây là cây tử. Có thể nói là cái thế hai cây gắn chặt vào nhau, thân dễ bẹn lại với nhau, tượng trưng cho cái sự đoàn kết, cái sự nối tiếp truyền thống của gia đình trong cái thế mẫu tử này. Cho nên cái thế này nó tạo nên một cái thế rất được người dân trường trên cả nước người ta sử dụng. Cái thế này chỉ có 58, tượng trưng cho 5 cái đức tính của người quân tử. Bố hay mẹ dạy con thì cũng phải trung hiếu, lễ nghĩa, trí tín. Thế còn người con ấy, và là người cái tử là mang cái chữ âm, nó mang cái đức tính của dung mà người ta gọi là công dung ngôn mạnh. Cho nên là các cụ Trường Quốc đã gửi cái nho giáo, cái triết lý sống, cái triết lý nuôi dạy con trong từng cây. Trên cây nó không chỉ vẻ đẹp thẩm mỹ mà chính là cái triết lý của con người. Rất hay. Cái ý nghĩa nhân văn là tác giả gửi gắm qua không phải tác phẩm này. Đấy, đang bảo Vân là ngắm ở chỗ nào đi. Lấy cái giải ba, giải đồng thôi. Bên bên này. Còn cái giải ba cái chưng cho du khách và con thưởng lãm chung. Trưởng phòng lại đang bảo là để xem cái gian nhà nào đặt đi được. Nói chung là 5 tác phẩm được giải được trưng bày thế này cả. Nhưng mà Triều Khúc còn khoảng 1-2 chục cây đẹp nhất cũng không mang đi, bởi vì là thành phố không mời với tư cách cá nhân. Thế cho nên là người ta không mang. Ví dụ như tác phẩm của anh Đạt hay là tác phẩm của anh Hiền. Anh Hiền lại nằm trong ban tổ chức, mà nằm trong ban tổ chức thì không được phép mang cây cảnh để chống cái cây cảnh của mình. Trong ban tổ chức thì lại cấm cây nhà. Cho nên những cây cảnh của anh Hiền là phó chủ tịch hội cây cảnh thành phố và có người được giải vàng đầu tiên của quốc gia đấy thì không dám mang, sợ phạm quy. Nếu đánh giá trong Triều Khúc thì tác phẩm nào là tác phẩm số 1? Tác phẩm số 1 bây giờ người ta vẫn nói đây. Một trong tác phẩm đấy, tác phẩm của cháu Đạt. Bố tên là Nam, một chủ doanh nghiệp lớn của huyện Thanh Trì. Với cái tác phẩm đẹp nhất của người Triều Khúc hiện nay và là một những cây nổi tiếng nhất của quốc gia. Cây khổng tước Hạng Sơn. Cây có tương đương bây giờ người ta giả cho đến khoảng từ 2 đến 3 triệu đô. Vào khoảng 75 tỷ. Và nhiều người người ta trả đến 50 tỷ 2 triệu đô. Nhưng mà vườn của Đa thì là một cái vườn không gian nó rất là tuyệt vời. Nó có cây đại hiện tại thì cái đường hồ lắm nó nhiều. Đi trưng bày chắc chắn là phải mang. Những cây thì nó phải được. Mấy ai nhất nhì đều là Triều Khúc rồi, cho nên mang cây nào đi cũng thế cả. Cũng thế cả. Lại giờ còn một mong muốn lớn nữa là phải các sếp ở dưới này cũng tham gia vui chơi một chút. Thì cổ vũ động viên phong trào mới lớn được, không phải không ạ? Nhưng mà bọn em bắt đầu chơi từ cành mà nuôi là cây này nó cũng phải từ khoảng 70 năm nữa mới tham gia được. Như thế này là thầy lắm. Không, bây giờ mình có thể đốt chay giai đoạn được chứ ạ? Vâng. Tôi giới thiệu 70 tuổi tôi mới bắt đầu chơi cây. 71 tuổi bắt đầu làm vườn. Thì cháu nó này nuôi cây bắt đầu từ đầu chứ không phải nuôi cây. Cho nên là không ngại gì cả. Hai nên là có một vài tác phẩm được ở nhà. Tuổi vẫn mua thôi. Đang. Thế là sang năm là anh Triều Khúc là lễ hội Triều Khúc là phải tổ chức thi. Vâng. Không phải thi thi cấp quốc gia chứ không phải là mình, tất nhiên không phải là quy mô ban tổ chức. Báo cáo bên nhưng mà tác phẩm thì cũng rất mong muốn
Thế nhưng mà để mà khu trưng bày vì là mình chỉ trưng bày thì đấy là đương nhiên là trưng bày để mình trình thánh thôi. Thế nhưng mà ngoài cái việc đấy ra là phải tính cái việc là giao lưu nữa thì nó mới quảng bá được cái của mình. Đó, phải có đi thì nhiều nhưng đang nói là sân nhà mình chơi sân nhà lắm đấy. Mình mà tính trình diễn thôi thì chỉ cái thôi. Hai sức này tham gia. Không phải là người khác đến học mình. Mình đang muốn mở rộng cái ngành.